Bạn sẽ làm gì nếu phải tham gia trò chơi nơi mà mạng sống của mình được đánh đổi bằng những người thân thiết nhất, hay giống như những tên nghiện cờ bạc đặt cược cả cuộc đời cho một game may rủi? Hãy xem Alice in Borderland, nơi ai cũng có thể trở thành tội phạm truy nã vì bị chiếu laser vào đầu. Theo chân Erisu, một thằng tự kỷ tách biệt với xã hội được gọi là vua trò chơi, nhưng chơi game thì toàn chết. Còn hai thằng bạn thân là Karube, cao tăng pháp danh thích đấm nhau, và Chota, một thanh niên sa ngã chơi game để mất đi chân chính. Ngoài ra, không thể không kể đến Usagi, cô gái thích lên đỉnh dù eo hẹp ở cả bụng và não, nhưng lại có hai cô tấm trước ngực Shibuki, một kẻ thức thời bằng cách ngủ với bất kỳ ai. Tất cả sẽ có trong series Hot Trending Netflix. Tôi là Lele. Và sau đây là 4 tập đầu của Alice in Borderland. Tập 1 mở đầu khi Arisu đang vùi mình trong trò chơi điện tử, bỏ cả buổi phỏng vấn việc làm mà gia đình sắp xếp cho anh. Chứng kiến anh trai ngày qua ngày vật vờ bên máy tính, em trai Arisu vô cùng thất vọng, chửi anh là cái đồ ăn bám, khiến máu tự ái trong người Arisu nổi lên. Anh quyết định bỏ nhà đi bụi, để rồi nhận ra là mình đéo mang tiền. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, Arisu nhanh trí, dù hai thằng bạn thân của mình là Karube và Chota tụ tập, thật ra là để ăn chùa một bữa, vì chúng đều đã có việc làm. Karube thì sửa khóa tại quán bar, nhưng mà là khóa môi với cô em phục vụ đang say mê thưởng thức món cháo lưỡi, thì quản lý bất giác vào, đấm cho không tuyệt phát nào vì dám động tới gái cơ quan. Karube kiểu, cơ quan của mày là cơ quan bài tiết à? Anh đấm trả tay quản lý, rồi bỏ việc tới gặp Arisu. Còn Chota giờ đã là một nhân viên văn phòng, dù có công việc ổn định nhưng anh cũng không hề hạnh phúc vì mẹ thường xuyên xin tiền để thanh tẩy sự ô uế khỏi Tokyo. Mua máy lọc không khí à? Chán nản, Chota cũng bỏ ngang công việc tới chỗ hai thằng bạn của mình. Họ gặp nhau giữa đại lộ Đông Tây, nhầm, đại lộ Shibuya, tâm sự những mệt mỏi mà từng người gặp phải để xua tan áp lực trong cuộc sống. Bộ bà lao ra đường để quẩy khi đèn đỏ, trông méo khác gì mấy thằng dở hơi. Nhưng do mải mê quay cuồng, không để ý là đèn xanh đã bật, ba thằng nhóc suýt nữa thì bị xe tông. Đã thế còn gián tiếp gây ra một vụ tai nạn giao thông. Quá sợ hãi, Arisu cùng bạn trốn vào nhà vệ sinh trước sự truy đuổi của cảnh sát, không quên nở nụ cười khoái trá về tội ác vừa gây ra. Hí hửng chưa được bao lâu, đột nhiên đèn trong tòa nhà bị ngắt, xung quanh cũng trở nên im lặng bất thường. Tất cả mọi người trong thành phố đều đã biến mất một cách bí ẩn, chỉ còn Arisu và hai thằng bạn. Họ chia ra tìm kiếm những người khác nhưng cũng chẳng thấy ai. Giữa Tokyo từng náo nhiệt, tất cả các thiết bị điện tử cũng bị vô hiệu hóa. Thế là ba thằng này ngồi giữa lòng đường, đưa ra những giả thuyết về vụ việc, đồng thời ca vang bài hát "Thế giới này là của bố mày". Bất chợt, bảng thông báo trên tòa cao ốc hiện lên, trò chơi sẽ bắt đầu sau vài phút. Phía xa xa, một luồng ánh sáng đỏ thu hút cả ba tới kiểm tra. Nó phát ra từ một tòa nhà tên là GM, cùng một con BMW đỗ ngay trước cửa. Bên trong có những mũi tên chỉ dẫn, đưa bộ ba đi qua một lằn ranh vô hình, bước vào địa điểm chơi. Tại đây, mỗi người được cho một chiếc điện thoại nhằm cập nhật thông tin cá nhân của người chơi, cũng như phổ biến luật chơi, thời gian, số người và độ khó của trò chơi đó. Khi ba ông thần vẫn chưa hiểu chuyện gì, một cô gái từ đầu xuất hiện, tên là Shibuki, lấy thẻ tên của Chota ném vào ranh giới vô hình. Ngay lập tức, một tia laser bắn nát thẻ tên. Điều này có nghĩa đã tham gia trò chơi thì không thể quay lại. Sau đó, thêm một cô học sinh cấp 3 tham gia, nâng tổng số người chơi lên con số 5. Khi hết thời gian đăng ký, trò chơi với độ khó 3 tép bắt đầu. Nếu như bạn thắc mắc 3 tép là gì thì hồi sau sẽ rõ. Thử thách đầu tiên lấy cảm hứng từ VTV, mang tên "Hãy chọn cửa đúng". Điều kiện chiến thắng là thoát khỏi tòa nhà. Thế là cả nhóm theo thang máy tiến vào căn phòng đầu tiên, nơi chỉ có hai cánh cửa sinh và tử. Điện thoại thông báo thời gian cho phòng này là 2 phút và sẽ giảm đi 10 giây với mỗi phòng tiếp theo. Cứ tưởng chỉ là một trò chơi vui vẻ, Chota còn lấy điện thoại ra quay tất cả mọi thứ trong phòng cho đến khi thời gian chỉ còn 30 giây. Khói bắt đầu bốc lên cùng sức nóng, đồng nghĩa với việc nếu không thoát khỏi phòng, tất cả sẽ cháy thành than. Quá hoảng sợ, cô học sinh chuyên cần liều mình chọn cánh cửa thiên thần, ngay lập tức bị tia laser bắn nát tủy vì không chọn ác quỷ. Những người còn lại dù cực kỳ hoảng sợ cũng vội vã đi vào cửa đúng để đến với căn phòng tiếp theo. Vẫn chỉ có hai cánh cửa sinh và tử, nhưng thời gian chỉ còn 1 phút 50 giây. Như vậy trên lý thuyết sẽ có tối đa 12 phòng, xác suất chọn đúng cửa là 1/2, nên đội Arisu chỉ có 1/2048 cơ hội giành chiến thắng. Dĩ nhiên là chẳng có ai chịu hy sinh như cô bé vừa nãy để cả nhóm đi tiếp. Trong khi thời gian dần cạn kiệt, cuối cùng Karube liều mình chọn cánh cửa thiên thần. May mắn thay, không có tia laser nào chiếu xuống, cả nhóm vượt qua căn phòng thứ hai một cách an toàn. Nhưng sự chó đỏ thì không phải lúc nào cũng có, quá nhiều căn phòng phải vượt qua, nếu cứ chọn bừa thì cả bọn sẽ chết hết trước khi phá đảo. Ngay cả vua giải đấu Arisu cũng đành bất lực trước sự may rủi của trò chơi. Tất cả đều tuyệt vọng chỉ trừ Karube. Anh quyết định lấy lại ý chí chiến đấu cho cả nhóm bằng cách đấm thẳng vào đầu Arisu, khiến não anh hoạt động trở lại. Sau một hồi suy nghĩ, Arisu chọn cửa tử giúp cả nhóm vượt phòng 3 khi chỉ còn 6 giây. Khi tất cả đã an toàn, Arisu bắt đầu giải thích chiều dài của tòa nhà gấp 4 lần con xe BMW 523 trước cửa, tức là khoảng 20 mét. Theo bản đồ thoát hiểm góc thang máy, tòa nhà có hình vuông, mỗi
mỗi phòng chơi cũng có hình vuông, chiều dài 6m, như vậy có tất cả 9 phòng. Sau khi vẽ ra sơ đồ các phòng chơi, do đã vượt qua 3 phòng trước đó, bằng phép loại trừ, Arisu dễ dàng tìm ra đâu là cánh cửa đúng để thoát khỏi tòa nhà. Hóa ra đây là một trò chơi dùng não, chữ méo hên xui như đi cầu trong Squid Game. Cứ thế, cả nhóm lần lượt vượt qua các phòng một cách đơn giản, cho đến căn phòng số 6. Sự tự tin biến mất trên khuôn mặt Arisu, bởi trước mặt anh chỉ là con crush ngực lép, một bức tường và không có cửa. Theo bản đồ, phòng số 6 nằm bên trái tòa nhà, cánh cửa ác quỷ sẽ giúp cả nhóm thoát ra, nhưng lại không có kẽ hở giữa hai tòa lân cận, trong khi cửa sinh dẫn đến phòng cô nữ sinh đã chết. Áp lực thời gian đè nặng lên từng tế bào não của Arisu, nhưng một lần nữa, Arisu chứng tỏ siêu trí tuệ. Anh nhớ ra đoạn phim Chota quay ở căn phòng số 1. Sau khi xem xét một cách kỹ lưỡng, Arisu nhận ra căn phòng cô gái tử vong có hình chữ nhật, đồng thời không có cánh cửa nào ở trên tường, nghĩa là còn một căn phòng nhỏ nằm đằng sau cánh cửa sinh. Cả nhóm lập tức lao về phía sự sống. Ngay khi ngọn lửa bốc lên thiêu rụi căn phòng, Chota do đi cuối, không may bị bỏng một bên chân. Đã thế, căn phòng cuối chỉ có 10 giây thay vì 50 giây như lý thuyết, nhưng Arisu vẫn tỉnh táo để chọn cửa ác quỷ, dẫn lối cả nhóm ra ngoài, hoàn thành thử thách đầu tiên. Phần thưởng cho họ là lá bài ba tép cùng 3 ngày visa tại thế giới này. Biết được người xem thắc mắc hết visa thì sao, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, nói rằng visa của mình đã hết, rồi một tia laser từ trên trời bắn hạ. Cùng lúc đó, Usagi đứng nhìn hàng trăm người bị xóa sổ khỏi thế giới mà Alice in Borderland mang lại. Kết thúc tập 1, tập 2 mở đầu bằng cảnh nhóm của Arisu chia nhau lút đồ giữa Tokyo trống vắng. Chota cũng nhận ra các thiết bị sử dụng vi mạch điện tử đều đã bị vô hiệu, vậy nên radio, đèn pin, bếp ga vẫn dùng tốt, giúp Arisu và những người bạn có một bữa tối đồ hộp ngon lành. Không có thịt chó đóng hộp à? Họ tâm sự về việc mình làm trước khi sự cố xảy ra. Shibuki thì đang chuẩn bị hồ sơ cùng giám đốc ở trong phòng khách sạn. Khi cô đi tắm, đèn bỗng dưng bị ngắt. Lúc trở ra thì không còn thấy sếp mình đâu nữa. Sự việc xảy ra cách đây 3 ngày, chứng tỏ dòng thời gian tại đây độc lập so với thế giới thực, nhằm tìm hiểu thêm về thế giới mới. Arisu cùng Karube quyết định tham gia một trò chơi khác, còn Chota do đau chân nên ở nhà cùng với Shibuki. Thử thách tiếp theo mà hai thanh niên lựa chọn đặt tại căn hộ Toy. Ngoài Karube, những người tham gia trò chơi cùng Arisu lần này còn có Usagi và Chishiya, một tên láo cá, cùng một loạt nhân vật phụ mà bạn không cần quan tâm cho lắm. Trước khi bắt đầu trò chơi, Arisu được một lão già tiết lộ ý nghĩa của các quân bài. Các chất trên đó tương ứng với thể loại game. Bích là trò chơi thể lực, Tép là phối hợp đồng đội, Rô thiên về trí não, còn Cơ là thử thách trêu đùa tính cảm con người. Bảo sao Joker lại bày trò trêu một thằng mồ côi. Bên cạnh đó, các số trên lá bài sẽ tương ứng với độ khó của trò chơi. Số càng to, chơi càng khó, trừ khi bạn nạp tiền. Vài phút sau đó, trò chơi thứ hai bắt đầu với độ khó 5x, biến tất cả người chơi thành tân sinh viên với nhiệm vụ tìm phòng. Giữa 140 phòng của tòa nhà, chỉ có một phòng là căn cứ quỷ. Nhiệm vụ của người chơi là trong vòng 20 phút phải vào căn phòng đó, ấn nút tắt thiết bị kích nổ. Nếu không, tất cả sẽ trở thành người Israel, bom nổ mất xác. Nghe qua thì đơn giản, nhưng khi trò chơi bắt đầu, một con quỷ sẽ tham gia với nhiệm vụ của một nhà tạo mẫu tóc, xây bất cứ ai trên đường bằng khẩu súng máy của mình. Thế vậy, Chishiya chọn lên tầng cao nhất để dễ dàng quan sát cục diện trò chơi, trong khi Usagi sử dụng khả năng parkour của mình dễ dàng né khỏi tầm ngắm của quỷ, đồng thời kiểm tra các phòng một cách nhanh chóng. Không ít người đã bị quỷ bắn hạ, khiến cho thử thách ngày càng khó khăn. Để hạn chế tối đa thương vong, Arisu gào mồm, yêu cầu mọi người tiết lộ vị trí của quỷ để người tầng đó có thời gian chạy thoát. Chiến thuật tỏ ra khá hiệu quả, đến nỗi duy nhất có Usagi hưởng ứng. Thời gian thì cứ cạn dần, mà vẫn còn cả trăm căn phòng cần kiểm tra. Nhận thấy người chơi đang chịu áp lực từ cả bom và quỷ, một chú cào to đen hồi tới rủ Karube đi săn quỷ. Thấy hợp lý vờ lờ, Karube tham gia để Arisu có thêm thời gian tìm căn cứ. Và thêm lần nữa, bằng cái não đầy sạn của mình, Arisu biết được căn cứ quỷ là nơi hắn âm thầm bảo vệ bằng cách xả đạn vào khu vực đó từ khoảng cách xa chục mét. Chishiya cũng nhận ra điều đó. Tôi còn nhận ra, dễ vờ lờ. Thế nhưng, muốn bảo vệ căn cứ, tại sao hắn không đứng ở phòng luôn mà phải đi săn người chơi? Câu trả lời nằm trong chính căn cứ quỷ. Ngay khi Arisu và Chishiya bước vào, một con quỷ khác đã mai phục từ trước, suýt chút nữa là giết chết cả hai. Đã thế, còn có tận hai nút hủy bom, yêu cầu người chơi phải ấn cùng một lúc. Còn quỷ thì vẫn không ngừng uy hiếp bằng khẩu súng máy của mình, trông thế ngàn cân treo sợi tóc. Cái mồm của Arisu lại phát huy tác dụng khi anh gào lên cho mọi người biết là căn cứ ở đâu. Ngay lập tức, Usagi có mặt, bộ ba phối kết hợp, hạ gục quỷ bằng kìm tự chế, rồi bấm nút ngắt bom khi thời gian đếm ngược chỉ còn 1 giây, phá đảo trò chơi 5x. Phía bên ngoài, Karube cùng ông chú đã hạ gục thành công con quỷ, nhưng bị một vết thương khá sâu ở bụng. Đến lúc này ta mới biết, quỷ thực chất cũng là người. Họ bị gắn một chiếc vòng trên cổ, nó phát nổ ngay lập tức khi trò chơi chiến thắng. Thử thách trong Borderland bỗng chốc trở thành cuộc chiến giữa người với người, khiến sự đáng sợ của thế giới này tăng lên gấp bội. Karube tìm thấy bộ đàm của một người chơi xấu số, trong đó phát ra tiếng nói, trở về bãi biển.
Tập 2 kết thúc với vô vàn chi tiết đáng chú ý, nhưng cảnh phim quan trọng nhất lại thuộc về Chô Ta. Dù bị thương một chân, nhưng cái chân còn lại của anh lại được làm việc hết công suất ở trên giường cùng với Shibuki. Đúng với những gì ta chờ đợi ở một bộ phim Nhật, đồng thời hứa hẹn nhiều cảnh quay hấp dẫn trong các tập tiếp theo. Bước sang tập 3, Chishiya phát hiện trong túi quỷ một bản vẽ nguệch ngoạc, trông méo khác gì não tôi khi học hóa. Arisu cùng Karube vội trở về với 5 ngày visa cộng thêm. Sau đó, Karube đề nghị đi biển theo chỉ dẫn bí ẩn từ chiếc bộ đàm nhặt được, với hy vọng tìm được thêm manh mối về Borderland. Chợt, họ nhớ ra visa của Chô Ta và Shibuki chỉ còn có đúng một ngày. Vậy nên tối hôm đó, cả nhóm quyết định tham gia trò chơi mới tại vườn bách thảo Shinjuku. Khi đến nơi, mỗi người buộc phải đeo một thiết bị gồm vòng cổ và kính trên đầu, trông như máy đo sức mạnh của người Seiya, nhưng chỉ có chức năng nhận diện khuôn mặt cùng hàng loạt vũ khí thô sơ có thể tùy ý sử dụng ở trên bàn. Thử thách lần này có độ khó 7 cơ. Nếu bạn quên, thì cơ là trò chơi đùa giỡn với tâm trí và trái tim con người. Mặc dù có độ khó là 7, nhưng thử thách lại đơn giản một cách kỳ lạ. Sẽ có một người là sói, ba người là cừu. Khi sói nhìn vào mắt cừu, cừu và sói sẽ hoán đổi vị trí cho nhau. Nhiệm vụ của sói là đi tìm cừu, còn cừu phải trốn trước sự truy lùng của sói. Khi thời gian kết thúc, vòng cổ của cừu sẽ phát nổ, đồng nghĩa với việc sói là người duy nhất giành chiến thắng. Ơ, từ từ, có cái gì sai sai? Nếu như vậy, thì cừu phải đi tìm sói mới đúng chứ. Trong khi cả nhóm đang ngơ ngác, chuyển qua lại vị trí sói cho nhau, Shibuki thu hút ánh nhìn của ba thằng, trở thành sói rồi chạy mất. Karube cuống cuồng đuổi theo, còn Chô Ta do bị què, chỉ biết ngồi một góc và cầu nguyện. Với khả năng PK được dùi mài qua nhiều trận đánh, Karube dễ dàng hạ gục một cô gái, trở thành sói mới. Đúng lúc này, Arisu từ đầu xuất hiện, cướp lại vài sói của Karube. Cứ thế, những người bạn từng thân thiết nhất giờ đang tàn sát lẫn nhau, hòng giữ lấy mạng sống của mình. Karube tìm kiếm Arisu, còn Chô Ta thì vật lộn với Shibuki. Khi thời gian chỉ còn 5 phút, Chô Ta bất ngờ lên tiếng, nhắc nhở hai thằng bạn về những kỷ niệm ngày xưa. Cả ba chợt nhớ về thời trốn nhà ăn vặt bên hẻ phố, cười khoái trá đạp xe giữa phố phường. Karube còn muốn mở một trang trại bên Úc, chỉ vì đó là nơi Arisu muốn tới ở tương lai. Nhờ những ký ức đẹp đẽ đó, Arisu nuốt nước mắt, nói rằng mình bỏ cuộc. Ai muốn được sống hãy gặp cậu ở bên ngoài. Thế nhưng, chẳng có ai xuất hiện. Đến lúc này, chúng ta mới hiểu hết được những luật lệ kỳ lạ của thử thách bầy cơ. Khi Arisu trong vai sói, điên cuồng tìm kiếm những người bạn thân thiết của mình, còn Chô Ta và Karube trong vai cừu, im lặng, cố lẩn trốn khỏi Arisu để không bị phát hiện ra. Ngay cả Shibuki, một người xa lạ, cũng cảm động trước tình bạn của họ. Cậu im lặng, ôm chặt lấy Chô Ta, còn Karube bình thản châm điếu thuốc cuối cùng. Thời gian kết thúc, cả bốn người đều chết, chỉ khác là ba cái xác và một tâm hồn. Kết thúc tập 3, tập 4 bắt đầu khi Arisu có thêm lá bài cờ trong bộ sưu tập. Nhưng mặc cảm tội lỗi quá lớn khiến anh chẳng còn thiết tha gì tới cái thế giới này. Cứ thế, Arisu nằm vật trên đường chờ cái chết đến, cho đến khi Usagi xuất hiện. Cô đưa Arisu về nhà, nấu một bát mà tôi cũng không rõ đấy là món gì. Arisu nhìn Usagi kiểu, nấu chả bưởi còn ăn, chứ thức ăn như này chó húp. Thế là Usagi kệ mẹ anh, bỏ ra ngoài chạy bộ vào sáng hôm sau. Cứ tưởng Arisu tuyệt vọng thế nào, não bảo chết đi, nhưng dạ dày phản đối. Húp trọn bát canh mà Usagi nấu hôm qua, đã thế còn nhè hột, và đéo chịu rửa bát, ý thức như cái quần què. Thấy Arisu đã bình tâm trở lại, Usagi rủ anh tới trò chơi tiếp theo. Lúc đầu thì Arisu từ chối, nhưng có chuyên gia leo núi, vận động viên gánh kèo thế này mà còn không chơi nữa thì còn ngu hơn cả mấy cái thằng phỉ báng đạo Phật. Cả hai tới trò chơi đặt tại một đường hầm, họ gặp ba thằng nhân vật phụ trên một con xe buýt. Lần này, trò chơi có độ khó 4 tép, yêu cầu người chơi về đích trong vòng 2 tiếng. Bên dưới điện thoại có một bộ đếm khoảng cách, chắc là quãng đường di chuyển. Khi trò chơi bắt đầu, cả nhóm thử khởi động con xe buýt để di chuyển, nhưng giờ hết xăng, họ đành chạy bộ về đích. Quá đen cho một thanh niên, khi anh bị thương ở chân nên đành ở lại chờ chết. Tập này nói chung là để khoe dáng của Usagi khi ngắm cô trong bộ đồ thể thao băng băng trên đường. Uầy, ý tưởng MV của anh Big Daddy đây chứ đâu. Khi bốn người di chuyển, bộ đếm khoảng cách trên điện thoại của họ cũng tăng lên. Tuy nhiên, nếu chỉ là chạy bộ thì trò chơi này phải là Big chứ không thể là Tép. Hơn nữa, ánh sáng nơi cuối đường với họ không phải là hy vọng mà là cặp mắt của con báo đen to vãi cả đai. Chắc chắn là không bị ung thư. Nó lao vào tấn công bốn người chơi ngay lập tức. Chưa bao giờ khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ bằng một cái răng nanh. May mắn thay, Usagi kiếm đâu ra quả pháo sáng, đánh lạc hướng con mạnh thú, giúp họ chạy thoát an toàn. Chỉ trừ một thanh niên số nhỏ không may bị kẹt lại. Sau khi vượt qua thử thách báo đen, Arisu tình cờ phát hiện ra một con phân khối lớn trên đường. Với hiểu biết về xe cộ đã thể hiện trong tập 1, anh biết con xe này chạy bằng dầu diesel thay vì xăng, thứ nhiên liệu giúp vận hành xe buýt. Vốn thương người, Arisu dắt xe trở về cứu thanh niên bị què ở đầu tập. Dắt xe á? Ông có thể leo lên và thử nổ máy mà bro.
Usagi cùng anh bạn kia về đích trước, sau khi vượt qua 12.000 khoảng cách. Nhưng khi đến nơi, căn hầm chẳng có lối ra, trò chơi thì vẫn đang tiếp tục. Đồng thời phía bên ngoài, một âm thanh đầy mùi polymer đang đập phá bức tường. Nước tràn vào như lũ, phá hủy vách ngăn, buộc nhóm Usagi phải chạy ngược lại. Từ đằng xa, Arisu hát vang bài ca, nam mình cùng lên xe buýt, tay vẫy khách như một lơ xe chuyên nghiệp. Dòng nước phía sau chảy càng lúc càng nhanh, như bị hấp dẫn bởi bộ mông của Usagi. Thanh niên nhân vật phụ không may vấp ngã và bị cuốn trôi theo dòng nước. Còn Usagi kịp nắm tay Arisu, lên xe trước khi đại hồng thủy cuốn qua. Trò chơi kết thúc, chỉ còn 3 người sống sót. Đến lúc này họ mới nhận ra, trên thân xe là đích đến, được viết theo kiểu graffiti. Còn số trên điện thoại là khoảng cách so với đích, tức là ngay từ đầu, họ đã ở đích mà không hề hay biết. Tập 4 kết thúc, khi Arisu cùng Usagi đạp xe trên cầu đi về phía biển. Có vẻ như đã có người khỏa lấp tâm hồn của Arisu, khát khao được sống lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi từng mạch máu trong người anh chảy một cách mãnh liệt, đặc biệt là phần háng. Liệu những trò chơi oái oăm nào đang chờ đợi cả hai? Điều gì sẽ xảy ra nếu thu thập thêm được các lá bài? Câu trả lời sẽ có trong 4 tập tiếp theo của bộ phim Alice in Borderland. Tôi là Lele, xin chào và chúc ngon miệng! Nắng đã có nón, mưa đã có dù, không biết mặc gì thì đã có The Next Level. Shop bán áo chính thức của The Reviewer. Áo game gì cũng có, phim gì cũng có, trừ phim sách. Hãy mua áo ủng hộ The Reviewer để chúng tôi có tiền mua nước về phim. Trải qua 4 tập đầu tiên, người xem dần có cái nhìn rõ nét hơn về thế giới mà Borderlands mang lại, một nơi mà mạng sống được quyết định bởi những trò chơi hóc búa. Trước khi bắt đầu 4 tập tiếp theo, những gia hạn đi ra, kẹo ăn là rẻ vỡ đầu trong lúc đang thưởng thức. Tôi là Lele, và sau đây là những diễn biến cuối cùng của Alice in Borderlands phần 1. Sau khi phá đảo trò chơi Nambic, Arisu và Usagi có thêm khá khá ngày trong visa. Họ tiếp tục tìm kiếm thông tin về bãi biển, đêm thì nghỉ luôn tại nơi mình dừng chân, vốn là một nhà leo núi. Usagi chuẩn bị sẵn một chiếc lều, nhưng lại quá bé để cả hai có thể ngủ. Thế là Arisu phải chịu đựng nằm ngoài. Đến nửa đêm, anh bị muỗi đốt, mất con mẹ nó ngủ. Usagi thấy khổ quá, cho vào ngủ trong lều. Kết quả là cả hai mất ngủ với nhau. Ngày hôm sau, họ tiếp tục hành trình khám phá. Arisu phát hiện ra một số người chơi cùng đeo một chiếc vòng tay giống nhau. Nếu bạn quên, thì ông chú vai ù thịt bắp ở tập 2 cũng có một chiếc vòng tương tự. Sau khi chạy bộ đuổi theo ô tô của những người đó, họ tìm đến một tòa nhà lộng lẫy trên mặt nước. Đây chính là bãi biển, nơi Karibe muốn tới trước khi chết. Đột nhiên, cả hai bị tấn công từ đằng sau, bắt đưa đến gặp những người quản lý bãi biển. Số 1 là thợ mũ, người cơ bản là giải thích mọi thứ về thế giới này cho Arisu và người xem. Ông ta cho rằng mọi người ở Tokyo không tự dưng biến mất mà chỉ lạc tới một quốc gia khác. Vì vậy, khi hết visa, họ sẽ bị trục xuất bằng một tia laser vỡ mặt. Bên cạnh đó, nếu thu thập đủ 52 lá bài, người đó có thể xuất cảnh. Bãi biển được tạo nên với mục đích chia sẻ bài với nhau, nhằm đưa một rồi nhiều người tiếp theo trở về thế giới. Dù không muốn, nhưng Usagi và Arisu buộc phải làm thành viên bãi biển, bởi họ chỉ còn một ngày trong visa. Nếu bị trói ở đây đến hết ngày thì sẽ chết. Giống như những tổ chức khác, bãi biển có những điều luật. Một, tất cả phải mặc đồ đi biển để không ai có thể giấu vũ khí bên trong. Mặc dù thực tế là người ta có thể gây án bằng cái háng, mọi người có thể tự do uống rượu, hất cùn, chịch nhau. Tuy nhiên, mọi cánh cửa đều bị phá khóa nên có nguy cơ bị quay clip. Hai, mọi lá bài đều thuộc về bãi biển. Ai đóng góp nhiều bài hơn sẽ được lên hạng. Khi số 1 xuất cảnh hoặc chết, số 2 sẽ lên thay. Ba, và cũng là luật cuối cùng, ai phản bội sẽ bị tử hình. Nhờ đóng góp lá bài cơ, một mảnh ghép còn thiếu của bộ bài bãi biển, Arisu và Usagi được lên hạng. Nhưng mà hạng gì thì tôi cũng méo biết. Có thể thấy bãi biển là nơi giúp người ta tạm quên đi sợ hãi bằng cách tiệc tùng thác loạn, rồi cùng nhau đi tới đấu trường hòng tăng tỷ lệ chiến thắng. Usagi và Arisu cũng không ngoại lệ. Trong khi Usagi tham gia trò cô bé bán diêm, mặc dù đốt lên không thấy má nhưng thấy số má ở trên tường. Còn Arisu cùng một số thành viên khác gồm có An và Quina tới thử thách bốn rô mang tên bóng đèn. Luật chơi như sau: có một bóng đèn ở trong căn phòng nhỏ, bên ngoài là ba chiếc cầu dao nhưng chỉ có một cái làm đèn sáng. Khi mở cửa, người chơi chỉ được nhấc cầu dao một lần. Khi cửa đóng, người chơi có thể nhấc nhiều lần tùy ý. Khi có người chơi khác trong phòng đèn hoặc cầu dao đang mở, cửa sẽ không thể mở. Tất cả mọi người chỉ có một cơ hội duy nhất để đoán đúng cầu dao bật đèn. Trong thời gian suy nghĩ, mực nước phòng sẽ dâng lên. Nếu chạm vào dây điện bên trên, trò chơi kết thúc. Nếu bạn thắc mắc nước chạm dây thì sao, thì hãy cùng cô gái này học lại lớp 5. Trên lý thuyết, khi bạn mở cửa công tắc A lúc mở cửa, nếu đèn không sáng thì chỉ có thể random giữa B và C. Còn mở công tắc lúc cầu dao đóng thì chỉ có hack xuyên tường mới biết đèn nào sáng. Ai nấy vô cùng lo lắng, chỉ trừ An, có vẻ cô biết rõ câu trả lời. Tuy nhiên, thử thách này nhằm đánh giá Arisu nên cậu phải là người giải quyết. Tất nhiên là với cái não quá nhiều sạn của Arisu, thay vì nước đến chân mới nhảy, cậu đợi nước đến eo mới nói. Đầu tiên, Arisu gạt cần A khi cửa đóng. Sau một khoảng thời gian, cậu ngắt công tắc A, rồi nhờ Quina kiểm tra bóng đèn xem có nóng không.
Ngay khi Quina chạm tay vào bóng, cô phải rụt lại ngay vì nóng. Như vậy, câu trả lời là cầu dao A, bởi bóng đèn sáng sẽ sinh nhiệt. Trò chơi được phá đảo khi mực nước cách dây điện chỉ còn vài cm. Giờ mà có đứa nào ăn mừng bằng cách đập nước nhỉ? Usagi cũng an toàn sau thử thách trở về. Tối hôm đó, họ thư giãn cùng nhau bên bể bơi, tình cờ đụng độ binh đoàn của bãi biển. Cầm đầu là ông chú vay u thịt bắp từ tập 2, tên là Agni. Agni-chan. Theo sau là tên đàn em lưỡng lòng nhất thể từ Yasuo và Kuririn, cùng Niragi, một sát thủ biến thái. Chúng gây sự với Arisu, đòi bắt Usagi đi ABCXYZ. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi thợ mũ xuất hiện, anh dàn mặt Agni, rồi mời Arisu gia nhập ban điều hành. Do tiềm năng đã được thể hiện trong thử thách bốn rô vừa nãy, trong buổi họp, bãi biển tổng kết những lá bài vừa thu thập, trừ những lá bài hình, họ chỉ còn thiếu 10 cơ. Visa của thợ mũ cũng sắp hết, anh quyết định sẽ tham gia thử thách liên tục cho đến khi lá 10 cơ xuất hiện, đánh dấu cái kết cho tập 5. Bắt đầu tập 6, Usagi phát hiện binh đoàn thu thập rất nhiều vũ khí ở tầng hầm. Đã thế, thợ mũ còn lên đường tham gia trò chơi mới, cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho binh đoàn ngoi lên nắm quyền. Trong lúc Usagi dò la xung quanh thì Arisu đi ngắm người khỏa thân, định tán tỉnh hai cô nàng này. Anh bất ngờ đụng mặt Chisia và Quina. Cả ba có một cuộc trò chuyện nhỏ về việc thợ mũ có thể bị giết khi tham gia thử thách sẽ là ám ảnh kinh hoàng nếu bãi biển rơi vào tay binh đoàn. Vì vậy, Chisia ngỏ ý phối hợp với Arisu ăn cắp hết bài của bãi biển rồi bỏ trốn. Arisu chưa kịp đồng ý thì ban điều hành bị triệu tập bất ngờ. Đúng như Chisia dự đoán, thợ mũ đã bị giết sau khi tham gia trò chơi. Theo luật, người số 2 sẽ lên thay người số 1 làm lãnh đạo, nhưng Niragi bảo đây là xã hội dân chủ, bỏ phiếu bầu đi bạn ê. Thế là với khẩu dân chủ tỏ vãi cả đái trên tay, không ai phản đối việc Agni lên cầm đầu. Hắn ngay lập tức bóc tem phong bì đen, bên trong có mật mã két sắt của bộ bài bãi biển. Sau khi xem mật mã một mình, Agni niêm phong nó bằng chiếc nhẫn boss trong một phong bì mới, chính thức đăng quang ngôi vị thủ lĩnh. Nhận thấy bãi biển sắp tàn, Arisu và Chisia bắt tay ăn cắp bài trong két sắt. Nhân lúc binh đoàn phát biểu trước toàn bộ thành viên, Arisu lẻn vào trong phòng của Agni, tìm được két sắt nhưng lại không biết mật khẩu. Tôi thì chắc chắn pass không phải là 1337 vì nó không đủ mạnh. Lúc này, Chisia mới tỏ rõ sự nguy hiểm chỉ bằng việc quan sát sắc mặt của Agni. Anh biết tờ giấy trong phong bì đen trắng trơn còn hơn bài thi hóa của bạn. Còn mật khẩu là chữ boss dùng để phong ấn mật thư, dịch ra số là 8022. Arisu nghe xong vội vàng nhập mã và thành công thu hút sự chú ý của binh đoàn vì cái két tự dưng kêu tỏ vãi cái đái. Hóa ra Chisia đã tố giác Arisu khiến cậu bị đánh bầm dập rồi đem trói nhốt trong phòng. Nếu bạn nghĩ Chisia về phe Agni thì bạn sai vãi. Chisia chỉ lợi dụng Arisu để thu hút binh đoàn, nhân cơ hội đó quan sát Agni và thấy hắn tầm tìa bức tranh tiến đạt trong phòng ngủ. Đó mới là nơi kết chế bài mà phòng bị đèn nhắc đến. Đêm hôm đó, anh dễ dàng lèn vào trong lúc binh đoàn ra ngoài, nhập pass 8022, lấy đi toàn bộ số bài của bãi biển. Không còn thợ mũ và Arisu bảo kê, Niragi cùng đàn em định cưỡng hiếp Usagi. Chưa kịp sơ múi gì thì bãi biển đột nhiên trở thành địa điểm của thử thách. Lá bài 10 cơ cuối cùng cũng xuất hiện. Usagi nhân cơ hội lũ binh đoàn không để ý, cô chạy thoát thân, chạy tới chỗ sành để tham gia thử thách. Tại đây, một cô gái tên là Momoka đã bị sát hại. Nhiệm vụ của người chơi vô cùng đơn giản, trong vòng 2 tiếng phải tìm ra phù thủy. Liệu có phải Harry Potter? Không phải, là kẻ đã giết chết Momoka rồi ném vào ngọn lửa chùa ở bên ngoài. Kết thúc tập 6, tập 7 bắt đầu trong sự bối rối của người chơi khi không biết tìm ai giữa biển người. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ khi binh đoàn đi tới. Chúng quyết định sẽ thanh trừng hàng loạt rồi ném vào lửa cho đến khi phù thủy bị giết. Ngay lập tức, Niragi xả súng, bãi biển chính thức rơi vào bạo loạn. Hàng trăm người bị giết một cách dã man để không ai có thể trốn trong nhà. Tên kiếm sĩ đầu trọc đốt xăng dưới tầng hầm khiến căn biệt thự bốc cháy, ai nấy hớt hải chạy ra ngoài. Niragi chỉ chờ có thế, với khẩu ốp trên tầng thượng, hắn bắn tỉa từng người, cứ như đây là gì. Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ biết bỏ trốn. An vốn là một bác sĩ phẫu thuật, cô lợi dụng mọi người ra ngoài hết, tới chỗ xác của Momoka, dùng các biện pháp nghiệp vụ để lấy dấu vân tay trên cán dao, hòng tìm ra phù thủy. Chisia thì bình tĩnh tiếp cận Niragi. Anh cho rằng kẻ có thể chuẩn bị trò chơi này chắc chắn là người của ban điều hành. Vì vậy, Chisia sẽ xử đẹp từng tên. Dứt lời, anh tung bài lên không trung như ngôn phi. Nhân lúc Niragi mất tập trung, thiêu đốt hắn bằng khẩu súng phun lửa tự chế của mình. Trong khi mọi người nháo nhào như ong vỡ tổ, Usagi điên cuồng tìm kiếm Arisu. Một lần nữa, kể từ thử thách Nam Bích, Arisu cho thấy sự lợi hại của cái mồm khi dùng nó cắn rách băng dính, gào lên trong vô vọng, thu hút sự chú ý của Usagi. Sau khi định vị được Arisu, Usagi phá cửa xông vào, giải cứu thành công nam chính. Đến lúc này, Arisu mới được phổ biến luật chơi của thử thách 10 cơ. Những trò hệ cơ thường có luật chơi đơn giản, nhưng luôn biết cách trêu đùa trái tim mỗi người. Chả khác mèo gì crush. Tập 7 khép lại khi An tìm ra chân tướng phù thủy bằng dấu vân tay, nhưng lại vô tình bị người chơi đánh bất tỉnh. Còn Agni, hắn chỉ lặng im, nhìn từng người bị quăng vào bên lửa, dường như đang che giấu một điều gì đó. Uầy, muộn ruồi rời mắt là hay khóc nằm nè. Tập cuối cùng của series đưa ta tới ký ức của Momoka khi cô cùng người bạn ngày đầu lạc vào Borderland. Cả hai được đưa đến đường hầm giữa lòng thành phố, nơi chứa đựng bí mật mà tí nữa tôi sẽ nói với bạn.
Trở lại với bãi biển, Arisu do bị trói trước khi trò chơi bắt đầu, nên chắc chắn không phải là phù thủy. Cậu ngỏ ý hợp tác với Agni. Này thì hợp tác. Usagi thấy Arisu bị đánh, ngay lập tức khẳng định Agni là phù thủy, nên mới đánh Arisu để che giấu thân phận. Tuy nhiên, nếu dễ như thế thì độ khó chỉ ở cỡ cầu cơ, chứ 10 cơ thì chắc chắn là còn nhiều điều khúc mắc. Đã thế, Agni còn tự nhận mình là phù thủy, thách thức toàn bộ người chơi giết chết mình. Nhưng việc khó thì cứ để Arisu lo. Anh giải thích, với số lượng vũ khí trong tay, lẽ ra binh đoàn phải lắm quyền từ lâu, nhưng đến giờ mới đào chính, chứng tỏ Agni với thợ mũ là bạn thân. Ông đứng đầu binh đoàn, chỉ để kiềm chế sự hung hãn của Niragi. Một biến cố xảy ra khi Agni và thợ mũ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Agni muốn giải tán bãi biển vì thợ mũ đang trở nên điên loạn vì nó. Tuy nhiên, với tư cách số 1, anh thi hành luật số 3, kẻ phản bội phải chết. Rút súng, toàn bắn Agni, buộc Agni tự vệ, bắn chết người bạn thân nhất của mình. Sau đó, Agni vô cùng hối hận. Anh tiến tới bên thợ mũ, phát hiện ra khẩu súng của số 1 không hề có đạn. Mặc cảm tội lỗi, cay đắng, uất hận, không từ nào đủ để miêu tả cảm xúc của Agni lúc này. Anh quyết định lợi dụng trò mười cơ để giết hết tất cả thành viên bãi biển. Tiếp đà suy luận, Arisu đặt mình vào người tổ chức, sẽ không có ai phải chết. Bởi phù thủy chính là Momoka, ai ai cũng bàn tin bán nghi, nhưng chừng đó là chưa đủ để ngăn cản cơn cuồng nộ Agni mang đến. Hắn tấn công bất cứ ai trong tầm tay, kéo dài cuộc bạo loạn, thời gian một lần nữa chống lại người chơi. Nếu không sớm đưa Momoka vào lửa, tất cả sẽ chết. Đúng như Agni mong muốn, đột nhiên, người bạn đi cùng Momoka nói với Arisu, cô sẽ ngăn Agni lại. Trong lúc đó, hãy thiêu xác của Momoka, cô đứng giữa đám đông, gào to rằng mình là người chia bài. Một tia laser bắn xuống, khiến ai nấy im bặt vì ngạc nhiên và hoảng sợ. Để bạn hiểu, người chia bài chính là ban tổ chức trò chơi. Họ sẽ set up mọi thứ hoặc trực tiếp tham gia để tăng độ khó, giống như hai con quỷ ở trò Nam Bích. Điều này ngầm khẳng định Momoka chính là phù thủy như Arisu suy luận. Để chắc chắn, An từ đầu đi vào, cho mọi người xem vân tay in ngược trên cán dao, khẳng định một lần nữa Momoka đã tự sát. Giờ chỉ cần đưa xác cô vào ngọn lửa là trò chơi 10 cơ sẽ hoàn thành. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Niragi sau khi ăn thiêu đốt từ Chisiya vẫn còn sống, nhưng bỏng nhiều hơn cả rạp chiếu phim mùa dịch. Hắn nhóm lửa thiêu đốt căn nhà, xả súng vào người chơi, thậm chí Arisu suýt thì bị giết chết nếu không có Agni quyền sinh chắn đạn, kéo Niragi vào biển lửa. Cuối cùng, Agni cũng có thể ngăn cản Niragi, đúng như những gì thợ mũ hằng mong muốn. Hỗn loạn chấm dứt, mọi người khẩn trương đem xác Momoka vào ngọn lửa, hoàn thành thử thách. Chisiya chỉ chờ có thế, lấy nốt lá mười cơ, hoàn thành bộ sưu tập của mình. Ngày hôm sau, Arisu xem lại đoạn băng Momoka đã quay, tìm ra được chỗ hoạt động của người chia bài, nằm ở trung tâm hệ thống tàu ngầm Tokyo. Chisiya cũng mò được đến đây nhờ có tấm bản đồ, chính là cái tờ giấy vẽ ngoạch ngoạc mà anh lấy từ quỷ. Chỉ có điều, tất cả đã bị laser chọc thủng đầu, nghĩa là khi người chơi chiến thắng, tất cả người chia bài sẽ bị trục xuất. Giai đoạn 1 kết thúc, mở ra một thử thách mới với người chơi, nơi những lá bài hình xuất hiện. Tất cả sẽ có trong phần 2 của Alice in Borderland. Nhưng bao giờ có thì tôi không biết. Hãy like và subscribe cho The Reviewer để phần 2 sớm xuất hiện. Tôi là Lele. Xin chào và hẹn gặp lại.